8 cái tác hại ảnh hưởng đến mắt cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 1 tuổi. Đây là video dành cho các anh, các chị ở độ tuổi từ 20 đến 25 tuổi mà có con nhỏ, lần đầu tiên có con, thì đây là chúng ta cần phải bảo vệ mắt cho bé. Đầu tiên thì chúng ta phải tránh bé tiếp xúc với cái ánh sáng mạnh ở ngoài, giống như ánh sáng mặt trời, nên những cái lúc buổi trưa nắng chúng ta phải né đi, hoặc là có cái gì đấy mà ánh sáng chói vào mắt của bé thì chúng ta cần phải được bảo vệ. Cái môi trường mà bẩn, thiếu vệ sinh thì làm cho ảnh hưởng tới mắt, mắt bé sẽ bị day rụi. Đây là cái mà chúng ta cũng cần phải né, cái bối cảnh, cái môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng đến mắt của bé. Đặc biệt ánh sáng mặt trời chúng ta cần phải né, hầu như là rất dễ chiếu vào mắt bé, vì lúc này bé với 1 tuổi trở xuống thì sao ạ? Thì cái phần nhạy bén của mắt với lại cái giác mạc của mắt dễ dàng bị xâm hại bởi tia UV từ ánh nắng mặt trời. Thiếu những cái dinh dưỡng bảo vệ cho mắt nên chúng ta cần bổ sung thêm vào trong cái quá trình khẩu phần ăn là những dinh dưỡng bảo vệ cho mắt trong khẩu phần ăn. Các anh chị cũng chú ý về điều này. Giấc ngủ của bé thường sẽ bị tỉnh ngủ giữa chừng, hoặc là chúng ta thấy bé cứ ngủ được một chút lại tỉnh giấc ngủ một chút, hồi hộp, khó ngủ và bồn chồn, làm cho cả cha cả mẹ cũng tỉnh giấc. Ta thấy bé cứ phải day mắt thì đấy là cách mà mắt đã bị ảnh hưởng bởi những cái tác hại mà chúng ta thấy được rằng là ảnh hưởng đến cuộc sống cũng giống như là cái thói quen của bé. Khả năng bị đục thủy tinh thể khá là cao khi sau này. Nếu như trường hợp mà bị đục thủy tinh thể thì chúng ta chỉ phải phẫu thuật thì mới có cái tầm nhìn cho bé được. Còn không đó thì chúng ta sẽ bị hạn chế bởi tầm nhìn. Đục thủy tinh thể là không có nhìn được nữa, nên trong trường hợp này chúng ta cần phải kỹ hết sức. Cái khả năng mà ảnh hưởng đến thị giác của bé trong cái quá trình mà chúng ta không được bảo vệ cũng rất là cao. Thì sau này bé lớn lên thì chúng ta bị tổn thương rất là nhiều, nên những cái cách mà chúng ta đang làm sao để bảo vệ cho bé tối ưu nhất thì Hòa chia sẻ thêm những cái cách mà giúp cho anh chị có thể biết rồi, nhưng chúng ta biết thêm một cách nào đó, đây cũng là một cái lợi thế cho các anh, các chị, ông bà cha mẹ trẻ. Mắt của bé được khỏe mạnh hơn, an toàn hơn, và đặc biệt nó thị lực sau này nó sẽ dễ dàng nhìn được 10/10. Thị lực của bé khỏe với cái khả năng là không bị cận, không bị loạn, và đặc biệt nữa là không bị nhược thị. Nếu mà chúng ta chăm chú kỹ từ ban đầu thì sau này những cái bệnh nó ít xảy ra. Khi mà được chăm sóc bé từ nhỏ thì cái sự tập trung của bé lên cao độ, nên mắt là một trong những cách mà chúng ta phải bảo vệ bé từ khi mới sinh ra an toàn, thì cái sự tập trung của bé sau này được cao độ hơn, tránh trường hợp ta bị sao lãng bởi đôi mắt đang bị bệnh tật. Mắt bé sẽ được an toàn khi mà chúng ta chú ý hàng ngày cho bé dưới 1 tuổi sau này không bị xâm hại bởi nhiễm trùng hay những vi khuẩn khác. Đặc biệt là một số các anh chị đang thấy là mắt của bé có khả năng bị bệnh mắt đỏ hay là bệnh mắt đỏ ghen, đồ ghen, thì đấy là cái mà chúng ta nên quan tâm kỹ khi bé đang còn dưới 1 tuổi. Và cái thói quen làm cho cha, cho mẹ và cho bé cũng được hình thành từ ngay khi mới sinh ra, là làm dần trở thành cái người liên tục có cái kỹ năng, có một cái ý thức, có cái cách bảo vệ đôi mắt sau này là an toàn từ khi nhỏ. Khi di chuyển ra ngoài đường thì chúng ta sử dụng các cái màn che hay là các cái kính để chống tia UV. Kiểm tra thị lực định kỳ, cho dù trẻ chúng ta cũng phải đến khám bác sĩ định kỳ 6 tháng một lần. Giống như Hòa đang có con nhỏ, Hòa cũng thường xuyên phải có cái hành động chú ý là khám định kỳ mắt cho bé. Tránh tiếp xúc với các cái màn hình, ở đây là cha mẹ sử dụng màn hình điện thoại này hay là máy vi tính thì tránh cho con tiếp xúc. Vì sao ạ? Khi cha mẹ sử dụng thì con cũng nhìn và làm theo. Một số anh chị đang sử dụng cái phương pháp là chăm con, tuy nhiên là chúng ta vẫn cứ sử dụng điện thoại kế bên làm con phát hiện được và sẽ học theo anh chị rất nhanh. Cái môi trường và bối cảnh xung quanh của cho bé thật sạch, thật an toàn. Môi trường vì sao? Vì sao cần phải có cái môi trường thì khi là ánh sáng chiếu vào này, khi các cái tia của các cái màn hình điện tử chiếu vào này,
khi bụi này, khi có các cái lông nó bay vào mắt ảnh hưởng rất nhiều, làm cho mắt sẽ trở nên dễ dàng bị những cái tác hại không mong muốn. Dinh dưỡng đầy đủ cho bé, đặc biệt là dinh dưỡng từ người mẹ. Bé thì được bú mẹ từ 0 đến 6 tháng tuổi rồi. Còn sau 6 tháng tuổi thì chúng ta có thể ăn dặm nhưng vẫn phải sử dụng các phương pháp an toàn và đầy đủ dinh dưỡng cho bé. Vệ sinh cá nhân thì hàng ngày chúng ta cũng có được cái định kỳ là tắm cho bé này, gội đầu cho bé này. Và đặc biệt chúng ta phải có một cái phương pháp vệ sinh riêng mắt cho bé bằng một những cái dụng cụ riêng cho bộ phận mắt. Thì chúng ta phải sử dụng bông này, bông sạch này, bông được tuyệt trùng này, rồi nước muối sinh lý này, rồi gì nữa, những cái nhỏ mắt để bảo vệ cho mắt được bé được an toàn. Khi di chuyển ra ngoài trời nắng thì chúng ta sử dụng sao ạ? Các cái phương pháp an toàn cho bé nào thì chúng ta sẽ cho bé ngồi trong xe hơi chẳng hạn này, nếu mà không có thì chúng ta sử dụng các cái màn che này, đặc biệt là ánh nắng mặt trời rất nguy hiểm cho trẻ. Mắt bé thường nhắm nhiều hơn hay là chớp nhiều hơn hay là đổ ghèn hay là chảy nước mắt hay là hay liếc qua một bên, thì đấy là những triệu chứng mà chúng ta cần phải quan tâm ngay đến khi phát hiện ở nhà chúng ta thấy bé có dấu hiệu là chúng ta phải kiểm tra ngay đến bác sĩ. Hỗ trợ cho bé phát triển thị giác bằng những cái phương pháp ở đây thì có nhiều phương pháp giúp cho anh chị nha, là sử dụng các màu sắc để gần mắt bé và di chuyển qua, di chuyển lại, di chuyển chậm thôi, và vào gần, vào xa để sao tăng cái khả năng thị giác bé đảo mắt. Tránh tiếp xúc với màn hình điện thoại. Điện thoại khi mà chúng ta làm việc chúng ta sẽ để xa môi trường chỗ bé đang sinh hoạt và hạn chế không cho bé sử dụng. Giữ vệ sinh cá nhân cho bé thì chúng ta phải hàng ngày có định kỳ, và đặc biệt là định kỳ vệ sinh mắt, thậm chí ngày phải 2 lần vệ sinh mắt anh chị ạ. Bảo vệ mắt bé khi ra ngoài trời nắng, cứ ra ngoài nắng, trước khi đi ra ngoài nắng là chúng ta phải có một cái checklist bảo vệ mắt cho bé an toàn. Cung cấp chế độ dinh dưỡng. Dinh dưỡng thì chúng ta có cái sản phẩm chúng ta nạp vào mẹ và các sản phẩm nạp vào cho con, như là các cái sản phẩm đó để an toàn cho thị giác. Rồi có thêm những cái thông tin nào đó thì anh chị có thể là comment ở phía dưới, đóng góp vào đây thì chúng ta cùng thảo luận với nhau. Có cần hỗ trợ gì anh chị có thể điện thoại vào số Zalo 0902 815 245 để chúng tôi được cung cấp cho anh chị hỗ trợ. Và đặc biệt nữa, nếu mà gần ở thành phố Hồ Chí Minh anh chị có thể đến để được tư vấn. Nên khuyên rằng nếu như bé dưới 1 tuổi chúng ta nên đến bệnh viện chuyên khoa mắt hoặc là bệnh viện chuyên khoa nhi để được hỗ trợ chi tiết rõ ràng hơn.